Trợ lý Pacquiao xác nhận đấu McGregor vào năm sau. Thông tin được trợ lý đặc biệt của Manny Pacquiao, Jackie Johnson, tiết lộ với tờ Reuters hôm thứ Bảy sau dòng tweet của Conor McGregor. Conor McGregor đã tuyên bố giã từ UFC vào tháng 6 khi khẳng định không tìm thấy trận đấu khiến anh hứng thú. Tuy nhiên, cựu vô địch hai hạng cân UFC gần đây đã có động thái cho thấy anh sắp trở lại. Mới đây, anh đã đăng một dòng tweet hướng thẳng đến Manny Pacquiao và tất nhiên lần này là trên sàn boxing. Tôi sẽ so găng với Manny Pacquiao ở Trung Đông. Đây sẽ là một sự vinh dự khi được chạm trán với hai trong số những võ sĩ vĩ đại nhất ở thời đại này. Ngay lập tức, các phóng viên đã liên hệ với Manny Pacquiao và nhận được phản hồi tích cực. Cụ thể, trợ lý đặc biệt của Manny Pacquiao, Jackie Johnson, đã trả lời Reuters về thông điệp của McGregor. Theo Jackie Johnson tiết lộ, cả hai võ sĩ đang sẵn sàng cho trận đấu quyền anh hoành tráng cuối cùng này. Nói về địa điểm Trung Đông, theo thông điệp của McGregor, trợ lý đặc biệt của Pacquiao cho biết, chúng tôi không phủ nhận điều đó. Johnson cũng cho biết thêm về tiến trình đàm phán, hiện đang được tiến hành. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ rằng phần lớn số tiền mà tay đấm người Philippines có thể nhận được trong cuộc chiến sẽ được dùng để giúp đỡ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở quốc gia Đông Nam Á này. Đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm COVID-19 tại Philippines đã vượt mốc 300.000, đứng đầu Đông Nam Á, và hơn 5.284 người tử vong, đứng thứ hai sau Indonesia. Manny Pacquiao năm nay 41 tuổi, sở hữu tốc độ và sức mạnh đáng nể ở độ tuổi của mình. Anh là tay đấm duy nhất trong lịch sử giữ các danh hiệu thế giới ở 8 hạng cân khác nhau của quyền Anh. Gần đây nhất, Pacquiao đã đánh bại Kesterman để giành đai vô địch WBA Welterweight Super Champion hồi tháng 7, nâng thành tích của mình lên 62 trận thắng, 7 trận thua và 2 trận hòa, với 39 lần giành thắng lợi knockout. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Manny Pacquiao lập kỷ lục điên rồ nhất làng quyền Anh, Mike Tyson, Joshua, Wilder kém xa. Manny Pacquiao trở thành võ sĩ quyền Anh đầu tiên sở hữu đai vô địch thế giới trong 4 thập niên, với việc thi đấu trong năm 2020 để giữ đai WBA Super ở hạng Welterweight. Tay đấm Philippines đã bước sang tuổi 41 vào tháng 12 năm 2019. Dẫu vậy, anh sẽ vẫn thượng đài trong năm 2020 để giữ đai WBA Super ở hạng Welterweight, hạng bàn chung. Danh hiệu anh giành hồi tháng 7 năm 2019 khi thắng đối thủ người Mỹ Keith Thurman. Dù vậy, đối thủ của anh chưa được xác định. Thurman đang yêu cầu tái đấu, nhưng hai bên chưa thống nhất được tỷ lệ chia thưởng. Chiến thắng trước Thurman cũng giúp Pacquiao trở thành võ sĩ nhiều tuổi nhất vô địch hạng Welterweight của một trong bốn tổ chức quyền Anh lớn nhất WBA, WBC, WBO và IBF. Đây là trận thắng thứ 62 trong 71 lần thượng đài của anh. Pacquiao chỉ thua đúng 2 lần suốt sự nghiệp, trước Mayweather năm 2015 và Jeff Horn vào năm 2017. Danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên của Pacquiao sở hữu là đai WBC ở hạng Flyweight vào tháng 12 năm 1998, khi thắng võ sĩ người Thái Lan Chatchai Sasakun. Trong hai thập niên tiếp theo, huyền thoại người Philippines đều ít nhất một lần lên đỉnh thế giới, dù chuyển lên đánh hạng Bantamweight, Featherweight rồi Welterweight. Bên cạnh tiếng vang từ trận đấu quyền Anh trị giá hàng trăm triệu đô với Floyd Mayweather vào năm 2015, Pacquiao còn lập nhiều kỷ lục trong gần 30 năm thi đấu. Anh từng vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác nhau và được xem là võ sĩ vĩ đại bậc nhất lịch sử. Trong lần lên đỉnh thế giới gần nhất, Pacquiao đã không knock out được đối thủ trẻ hơn 10 tuổi, Thurman, nhưng vẫn thắng nhờ 2 trong số 3 trọng tài cho điểm cao hơn. Võ sĩ Philippines thể hiện sự dẻo dai đáng kinh ngạc, nhất là ở 3 hiệp cuối. Pacquiao dồn ép và liên tục có những cú đấm chuẩn xác trước đối thủ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Pacquiao tiết lộ lý do từ bỏ ý định chạm trán Golovkin. Manny Pacquiao đã từ chối cơ hội nhảy lên hạng middleweight để so găng với Gennady Golovkin. Trong cuộc phỏng vấn với DAZN, Freddy Ruiz, huấn luyện viên của Pacquiao cho biết tay đấm người Philippines vẫn khát khao chinh phục những thử thách và cái tên mà Ruiz gợi ý cho cậu học trò là Gennady Golovkin, tay đấm đang sở hữu đai IBF và IBO middleweight.
Tuy vậy, trong chia sẻ mới nhất, Pacquiao đã từ bỏ ý định này. Tôi ổn nếu thi đấu ở mức 147 pound, nhưng nếu vượt qua mức đó thì đối thủ quá to lớn với tôi. Tay đấm 41 tuổi cho hay trên Manila Times. Trong quá khứ, Pacquiao từng nhảy lên hạng Super Welterweight cho màn so găng với Antonio Margarito. Dù giành thắng lợi, song Pacman thừa nhận ngoại hình của đối thủ quá vượt trội so với bản thân. Khi được hỏi về khả năng tái hiện điều này nếu Gennady Golovin chấp nhận xuống cân, Pacquiao cho hay 154 pound, còn tùy, lúc này đây thì chúng tôi chưa hề đàm phán gì cả. Dưới góc nhìn của ông bầu Bob Arum, việc Pacman tăng cân để so găng với Golovin không phải là mạo hiểm mà là ngu ngốc. Thay vào đó, ông bầu quyền lực đề nghị tay đấm Philippines nên chạm trán những đối thủ vừa sức như Terence Crawford hay Errol Spencer. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Lời khuyên dành cho Pacquiao trước trận đấu với Mayweather. Trước cuộc đối đầu với Floyd Mayweather vào năm 2015, Manny Pacquiao đã nhận một lời khuyên ngắn gọn từ người huấn luyện đầu tiên của mình. Hướng đến trận đấu lớn nhất của cuộc đời mình, Pacquiao bị đánh giá là kẻ dưới cơ lần đầu tiên trong nhiều năm thượng đài. Nhưng Sandro Mejia, người đàn ông đã đứng sau Pacman khi anh còn là một tay đấm vô danh, đã không quên gửi đến người cháu trai tài năng của mình những lời căn dặn cuối cùng trước lúc bước lên sàn đấu. Mỗi lần tôi gặp Manny, tôi đều đưa ra lời khuyên cho nó về trận đấu kế tiếp. Nó vẫn nghe lời tôi trong nhiều năm qua. Tôi thấy nó lần cuối cùng trong vài tháng trước cuộc chiến với Mayweather, khi nó trở lại General Santos. Tôi đã nói với Manny rằng, đừng ôm lấy Mayweather, đừng đến gần anh ta trên võ đài, hãy giữ khoảng cách của mình. Và nó đáp lại, vâng thưa chú, cháu sẽ ghi nhớ những lời dặn của chú. Không rõ ẩn ý trong lời căn dặn của Mejia là gì, có thể ông lo cháu trai của mình dính những cú đòn bất ngờ từ phía Mayweather. Nhà vô địch người Mỹ nổi tiếng với những pha xử lý như vậy, anh đã nhiều lần khiến đối thủ choáng váng vì những đòn đánh lén của mình. Mejia đã trông nom Pacquiao từ khi anh là một cậu bé gầy còm 12 tuổi và bắt đầu tập luyện, cho đến lúc tay đấm người Philippines bước vào giai đoạn tuổi teen. Rồi Pacquiao dần trưởng thành và lao ra thế giới rộng lớn bên ngoài để phát triển con đường của một võ sĩ chuyên nghiệp. Nhìn về quá trình này, Mejia nói về vai trò của mình. Lúc nó 12 tuổi, nó chẳng có tí cơ bắp nào. Lúc đầu tôi không thể nhìn nhận nó là một võ sĩ. Sau đó tôi tập cho nó trong vòng 6 tháng và nói với chính mình, thằng bé này sẽ là một nhà vô địch thế giới. Nếu không có tôi, sẽ không có nhà vô địch 8 hạng cân Manny Pacquiao ngày nay đâu. Manny Pacquiao sinh ngày 17 tháng 12 năm 1978 tại Kibagwe, Philippines. Ngoài tên chính thức, anh còn được mọi người biết đến với biệt danh Pacman. Không chỉ là võ sĩ quyền Anh, Pacquiao còn là thượng nghị sĩ của Philippines và anh cũng có kế hoạch tranh cử tổng thống đất nước này trong thời gian tới. Hiện tại, tay đấm 41 tuổi đang giữ danh hiệu WBA Super và là người duy nhất trong lịch sử từng giành đai vô địch ở 8 hạng cân. Trong tổng số 71 trận thi đấu, Pacman thắng 62 trận, 39 lần hạ gục đối thủ, hòa 2 trận và thua 7 trận. Niềm tự hào của Philippines từng đánh bại những tên tuổi như Timothy Bradley, Juan Manuel Marquez, Ricky Hatton, Oscar De La Hoya. Trên võ đài, Pacquiao là tay đấm nhanh nhẹn và chính xác trong các pha ra đòn. Vũ khí lợi hại nhất của anh là những cú đấm tay trái cực mạnh, có thể lập tức vô hiệu hóa đối thủ. Điểm hạn chế của nhà vô địch WBA là có chiều cao tới 1m68. Anh thường gặp bất lợi trước các võ sĩ cùng hạng cân. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.